tiết lộ bí mật người con trai ruột kín tiếng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Kính thưa quý vị, khi nói về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài nhắc đến những công lao to lớn của Bác đã đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thì còn có một điều nữa làm cho mọi người tò mò với Bác hơn. Đó chính là thân thế của những người thân trong gia đình của Bác, đặc biệt là người con trai của Bác. Vậy người con trai này là ai? Với sự cẩn trọng và liêm khiết nổi tiếng của cố Tổng Bí thư, thì những thông tin về người nhà cũng như con trai của Bác rất ít khi được tiết lộ trên các mặt báo chí hay như mạng xã hội. Chúng ta chỉ biết đến hình ảnh của người con trai này trong quá trình chuẩn bị tang lễ cho Bác. Anh tên là Nguyễn Trọng Trường, hiện đang là một công chức nhà nước bình thường. Còn những thông tin khác thì luôn được giữ kín với giới truyền thông. Mặc dù chúng ta không biết quá nhiều thông tin về con trai của Bác, nhưng nếu chỉ nhìn vào con người của Bác, chúng ta cũng có thể đoán được con trai của Bác sẽ là một người vô cùng chính trực và liêm khiết, giống như người cha vĩ đại của anh. Mặc dù anh Nguyễn Trọng Trường là con ruột của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người được mọi người dân Việt Nam yêu mến và kính trọng vì sự tận tâm tận lực vì đất nước cùng khả năng lãnh đạo xuất sắc. Đồng thời, anh Nguyễn Trọng Trường cũng là một người có năng lực chuyên môn tốt, nhưng con đường chính trị của anh lại hoàn toàn trắng trơn và không hề nhận được bất kỳ sự ưu ái nào từ danh tiếng của cha mình. Vậy cụ thể, anh Nguyễn Trọng Trường, con trai của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hiện nay đang giữ chức vụ gì và anh có học được đức tính của cha mình hay không? Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, như công bố, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tổng cộng 2 người con. Trong đó, người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc và người con trai tên là Nguyễn Trọng Trường. Chính Nguyễn Trọng Trường là người đã đọc lời cảm tạ của gia đình trong đám tang của cố Tổng Bí thư. Được biết, dù có chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cả hai người con của Bác đều làm công nhân viên chức bình thường. Bác Trọng luôn giáo dục con cái phải tự thân phấn đấu bằng thực lực, hoàn toàn không cho phép kiểu dựa dẫm, cua cậy càng, cá cậy vây, khác hẳn với những cậu ấm cô chiêu của nhiều gia đình quan chức hay đại gia nổi tiếng thường xuyên ăn diện đồ hiệu và tự cao khoe mẽ. Thì các con cái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại luôn khiêm tốn, bình dị và thật đáng kính. Trong đó, anh Nguyễn Trọng Trường, con trai thứ của Bác Trọng, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn là thạc sĩ kiến trúc công nghệ, từng công tác ở khu công nghệ cao Hòa Lạc và giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc vào năm 2021. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại Ban Quản lý Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ quyết định về công tác cán bộ trong bối cảnh COVID-19. Buổi lễ được tổ chức trong phạm vi hạn chế thành phần tham dự, đảm bảo giãn cách xã hội và phòng chống dịch theo đúng quy định. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ và tập thể, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến nhân sự lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Trọng Trường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng gửi lời chúc mừng của Bộ trưởng tới đồng chí Nguyễn Trọng Trường và giao nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Theo đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hiện đang trong giai đoạn triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như thu hút đầu tư,
xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, hoàn thiện và kết nối hạ tầng đồng bộ, giải phóng mặt bằng, diện tích còn lại, sửa đổi, bổ sung một số chính sách phù hợp để tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong khu. Do vậy, trên cương vị mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trọng Trường sẽ gánh vác trọng trách rất nặng nề. Vinh dự và trách nhiệm đi liền với nhau, đòi hỏi trong thời gian tới phải hết sức nỗ lực phấn đấu để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trọng Trường phát biểu, bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo đã quan tâm tạo mọi điều kiện cần thiết để các đồng chí trong cơ quan đơn vị được phát huy năng lực sở trường, góp phần vào việc xây dựng sự nghiệp chung của bộ. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, định hướng thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo bộ và sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời điểm hiện tại, đồng chí Nguyễn Trọng Trường đã thôi công tác tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và mở một công ty máy tính dành cho riêng mình. Còn về người con gái đầu, Nguyễn Thị Kim Ngọc cũng đang làm công chức tại cơ quan mà ngày xưa khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng làm, đó là tạp chí Cộng sản. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, con gái cả của bác Nguyễn Phú Trọng, hiện là ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Tiếp nối đức tính khiêm nhường, giản dị, mẫu mực của đồng chí, chị đang cống hiến vì sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng. Chị là người có năng lực và trách nhiệm. Nhiều người nghĩ rằng chị sẽ nhận được nhiều sự ưu ái. Tuy nhiên, chị luôn ý thức tự trau dồi bản thân, phấn đấu vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ. Chị không dựa dẫm, ỷ lại và thực sự ấn tượng và ngạc nhiên khi nhiều đồng chí lãnh đạo luôn lo lắng cho con cái được cất nhắc chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, bác Trọng không bao giờ làm điều gì để tác động cho con cái được chú ý. Bác Trọng luôn là người giản dị, khiêm tốn nhưng thực sự cao cả, thanh liêm. Chồng của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc tên là Vũ, hiện đang làm việc tại tập đoàn Mobile Phone. Không ai trong nhà nước chính phủ là cán bộ cấp cao. Còn về phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bà Ngô Thị Mận. Được biết, bà từng làm công an và giữ chức vụ trưởng công an một phường tại quận Hai Bà Trưng và hiện đã về hưu từ rất lâu. Trong tang lễ, lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta một lần nữa chứng kiến sự giản dị, chân thành, khiêm nhường, lễ độ, đầy giá trị của vợ con, cháu chắt và những người thân trong gia đình của ông. Tại tang lễ, thậm chí đứng trước đông đảo các cấp lãnh đạo Việt Nam, các đoàn thể trung ương, địa phương, thân bằng cố hữu và người dân cả nước, anh Nguyễn Trọng Trường vẫn xưng cháu như một sự tôn trọng tuyệt đối với bà con và đất nước. Được biết, người con trai điềm đạm, khiêm tốn trong lễ tang ấy được đánh giá là người có năng lực chuyên môn tốt, nhưng con đường sự nghiệp chính trị của anh lại chẳng hề được ưu ái hay chẳng được ai trải thảm gì. Hiện tại, con trai Tổng Bí thư đã 48 tuổi, có bằng thạc sĩ kiến trúc. Với trình độ và ở độ tuổi này, việc anh làm chức phó ở một đơn vị là chuyện hết sức bình thường. Chiều ngày 26 tháng 7, anh Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại lễ truy điệu. Bên cạnh người vợ đảm đang, nhân hậu là hậu phương vững chắc cho Tổng Bí thư, con trai bác Trọng là anh Nguyễn Trọng Trường cũng thể hiện được sự khiêm cung, mực thước đáng trân trọng qua lời đáp từ của gia đình tại lễ tang. Nếu ai tinh ý sẽ thấy, trước khi đại diện gia đình lên phát biểu cảm ơn, anh Nguyễn Trọng Trường đã từ tốn cúi người chắp tay trước vong linh của cha, rồi mới bước lên nói lời đáp từ. Trong trường hợp này, những tưởng anh Trường sẽ dùng đại từ nhân xưng tôi thay cho gia đình trước quan khách, thì anh lại khiến cho toàn thể chúng ta ngạc nhiên và thật sự xúc động khi xưng hô là cháu. Đây là một từ rất khiêm nhường, mực thước và gần gũi vô vàn của anh đối với toàn thể các cấp lãnh đạo, họ hàng, bạn hữu và nhân dân mọi miền đang theo dõi lễ tang của Tổng Bí thư. Trong lời đáp từ, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiêm nhường chọn đại từ nhân xưng là cháu và không một lời ca ngợi bố, không một lần dùng từ Tổng Bí thư, chỉ giản dị là bố chúng cháu. Cách dùng từ ngữ chân thành và gần gũi, không màu mè, không đánh bóng ngôn từ, ý tứ ngay trong lời nói
đã thể hiện rõ nét sự chân thành của anh. Lời nói đầu tiên trong lời cảm tạ là: bố cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc của gia đình, nhất là mẹ cháu. Anh không quên nhắc tới mẹ mình, người đang gánh chịu nỗi buồn lớn lao nhất. Đó thực sự là một niềm kính trọng và chú tâm của người con trai đối với người mẹ khi người bố mới qua đời. Bởi anh hiểu mẹ chính là người đã gắn bó và hy sinh rất nhiều để cha yên tâm xây dựng sự nghiệp cho đất nước. Nên khi chồng không còn, nỗi đau ấy chỉ có bà là người hiểu hơn ai hết. Anh Trường không thể hiện sự phô trương hay tự cao rằng cha mình mất là một sự tổn thất to lớn của đất nước và nhân dân Việt Nam. Anh chỉ biểu lộ một cách thật tâm và đúng với vai trò của một người con khi bố mới qua đời, rằng đó là nỗi đau của gia đình và người chịu nhiều tổn thương nhất trong lúc này không ai khác chính là mẹ của anh. Dù là quốc tang, dù tên tuổi vang dội và được chia sẻ nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vợ con vẫn là người phải đối diện với những nỗi đau trống vắng, nhung nhớ khôn nguôi về chồng, về cha của mình. Anh Trường còn nhắc nhở chị mình sau mẹ một lời phát biểu lễ phép có thứ bậc, xuất phát từ trái tim của một người có nền tảng giáo dục tốt, từ một gia đình trí thức cao. Anh không nhắc tới vị thế của cha là một tổng bí thư để tự hào, kiêu hãnh, cũng không dành một từ nào để ca ngợi công lao của bố, mà chỉ khiêm cung và thành thực nói bố cháu, bố chúng cháu. Vâng, bố cháu, một lời nói ấy sao mà thân thương, trìu mến và thiêng liêng vô ngần. Dù có là một vĩ nhân, một người đứng trên triệu người, người có khả năng thét ra lửa, nổi tiếng trên toàn thế giới, hay chỉ là một người lao động bình thường đi chăng nữa, thì vẫn là bố cháu, là bố của chúng cháu, chỉ thế thôi. Bố là bố, là người sinh thành và nuôi dạy con cái. Nên dù ở xã hội, nơi chính trường hay quốc tế, bố có được người đời trọng vọng, nể phục bao nhiêu, thì khi về nhà, bố vẫn là bố của con, của chúng con, một người bố thân thương, gần gũi và hết lòng vì gia đình. Chỉ vậy thôi, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Đâu cần phải quyền cao chức trọng, đâu cần phải thanh cao quyền quý, đâu cần phải học thức số 1 hay triệu người kính trọng thì mới là bố mình. Những hành động của người con trai và gia đình bác Trọng trong lễ tang cho thấy bác Trọng không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. Gia đình con cái được nuôi dạy tốt, học được bản tính khiêm nhường từ cha của mình. Chúng ta tin rằng lãnh đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhân dân nhắc tới nhiều về một tấm gương sống giản dị, thanh bạch, tận hiến đến phút giây cuối cùng cho dân, cho nước và có những người con mẫu mực biểu lộ qua lời ăn, tiếng nói, tư duy và hành động đẹp đẽ, bởi vì không dùng từ ngữ đao to búa lớn, không màu mè khoa trương, không lời lẽ lấp lánh, không ý tứ ẩn dụ, mà lời cảm tạ ấy mộc mạc, hiền hòa, hòa nhã, vẫn đầy đủ, bao quát và thâm thúy, nên đã chạm vào được tâm can của rất nhiều người. Bài cảm tạ dễ hiểu, gần gũi, thân thương trong suốt mọi tình huống mà những người con khác ở vị thế và tình huống tương tự thường xưng tôi lạnh lùng và xa lạ hơn thế. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên từ xưa đến nay, con trai một tổng bí thư đã thốt ra từ đáy lòng khiêm nhường và kính trọng quần chúng. Một câu nói ấm áp và khiêm tốn đến mức này làm lay động trái tim hàng triệu người Việt Nam. Cuối bài đáp từ, con trai tổng bí thư bày tỏ trong quá trình tổ chức lễ tang chắc chắn không tránh khỏi sự sơ suất và gây ra sự phiền hà cho bà con, gia đình xin được lượng thứ. Chính điều này đã lập tức nhận được sự đánh giá rất cao của dư luận. Bốn chữ gây sự phiền hà, đó chính là tột cùng của sự khiêm nhường, tột cùng của sự kính trọng đồng bào thì mới có thể nói ra được những câu ấy trong một buổi lễ quốc tang dành cho cha mình. Có gì phiền toái hay không khi mà hàng ngàn người khắp mọi miền và mọi nơi, mọi người đều bảo nhau lui tới thành kính, nhang đèn, rưng rưng nước mắt, tiễn biệt người đã khuất. Có phiền hà gì đâu khi mà dân chúng nơi quê hương ông, Tổng Bí Thư, thúc nhau đón tiếp, nhân dân cả nước đổ về thăm viếng bác từ lúc sớm đến lúc đêm khuya, nào trà, nào nước, quạt điện phục vụ người dân. Khi còn sống, người lãnh đạo ấy phải thực sự được nhân dân yêu mến, hết mực kính trọng thì mới nhận được phúc phần đó
khi đã nhắm mắt xuôi tay về cõi vĩnh hằng. Có lẽ rất nhiều quý vị đã vượt qua hàng trăm cây số, bất chấp nắng nóng để viếng thăm bác. Cùng với hai hàng nước mắt đầy xót xa, quý vị hãy chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của mình trong những khoảnh khắc xúc động khi tham gia vào lễ viếng bác Nguyễn Phú Trọng xuống bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Sau lời phát biểu của anh Nguyễn Trọng Trường, anh đã đi xuống chỗ các vị khách quốc tế như Lào, Campuchia, Cuba để cúi đầu cảm ơn. Một hành động rất chân thành và lễ độ, chắc chắn để lại nhiều thiện cảm tốt đẹp trong lòng những quan khách đến viếng tang cha mình. Hiển nhiên, anh Trường cũng luôn ở bên cạnh mẹ, đặt bàn tay của mình lên vai và lưng mẹ để nâng đỡ và sẵn sàng che chở cho mẹ thay người cha vừa khuất núi. Thêm một việc làm nữa từ phía gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất đáng được trân trọng. Đó là sau khi có thông báo tin buồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ phía gia đình, vợ con của ông cũng đã chính thức phát đi một thông điệp làm cảm động lòng người. Đó là gia đình có nguyện vọng được miễn tiền hoa quả, lễ phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức cá nhân khi đến viếng. Bài đáp từ ngắn gọn nhưng thể hiện rất rõ tư duy, tình cảm và nề nếp của một gia đình gia giáo và mẫu mực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất thành công khi nuôi dạy con và có một tổ ấm gia đình đúng nghĩa, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Còn nhớ lúc đương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều linh thiêng, cao quý. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý. Một người cha như vậy và một người mẹ như thế, ắt sẽ có những người con tương đồng noi theo. Hiển nhiên, chẳng có gì bù đắp và lấp đầy những trống rỗng buồn đau khi người thân qua đời, nhất là với một gia đình nề nếp, liêm chính, đức hạnh, chẳng hề mang danh lợi hào nhoáng ngay khi ở trên đỉnh cao của một quốc gia, thì nỗi đau mất chồng, mất cha, đó mới là tận cùng của xót xa buồn tủi. Vì đối với họ, chỉ khi chồng, cha của mình còn khỏe mạnh, đó mới là tất cả, đó mới chính là gia tài và hạnh phúc của họ. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo, nhiều phát biểu tâm đắc, sâu sắc, ấn tượng đi vào đời sống nhân dân. Sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn, lời nói ấn tượng, giản dị và sâu sắc, gần gũi, đầy tính triết lý, có sức lay động, truyền cảm hứng cho mỗi đảng viên và mỗi người dân, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động bày tỏ tình cảm của mình với Đảng bằng cách dẫn lời một bài ca: nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Tổng Bí thư nhớ nằm lòng câu nói của người cộng sản trẻ tuổi Pavel Korsagin, nhân vật trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Otsaki: cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đó chính là lý tưởng sống của ông. Tổng Bí thư mong muốn lý tưởng tốt đẹp đó lan tỏa, thấm đẫm vào trong mỗi con tim, khối óc của những đảng viên cộng sản nước nhà. Một điều khiến người dân nhớ mãi về ông chính là vẻ đẹp nhân phẩm của một con người ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, nhưng vẫn khiêm cung, giản dị và vô cùng liêm chính. Tháng 11 năm 2020,
dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, Tổng Bí thư về thăm thầy cô và mái trường nơi mình từng học hành, chân tình và cung kính, xin phép xưng em với thầy cô. Em báo cáo với các thầy, các cô, bây giờ em là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời điểm đó năm 2020. Nhưng khi về trường, em xin phép các thầy, các cô vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của nhà trường. Trong buổi lễ, các thầy cũng giới thiệu em là cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng. Em cũng xin phép được phát biểu cảm tưởng về những kỷ niệm của thời học sinh, về những kỷ niệm đẹp với các thầy, các cô và các bạn học. Tới dự gặp mặt lớp cũ, ông nhờ người chở mình đi bằng xe máy. Gặp thầy cô, bạn bè, ông nói: "Xin cho em, cho tôi bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn, chức tước như phủ vân." Sự giản dị của Tổng Bí thư còn được thể hiện qua những lời nói đầy cứng rắn nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Trong đó có thể nhắc đến những lời phát biểu trước Quốc hội khi nhậm chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư đã nhắc nhở về cảm giác khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với hai câu thơ: "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay." Hay khi tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với sự tín nhiệm gần như tuyệt đối, Tổng Bí thư đã chia sẻ: "Bây giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng đại hội bầu phải làm, đảng viên thì phải chấp hành." Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều bài viết, bài phát biểu ấn tượng, hàm chứa ý nghĩa sâu xa, thể hiện trí tuệ, tư tưởng nhất quán, kiên định trong suốt sự nghiệp chính trị. Trong công tác đối ngoại, trong bài phát biểu chỉ đạo kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc diễn ra ở Hà Nội sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đi thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường, không có cơn gió nào quật ngã được. Tổng Bí thư nói và nêu lại câu thơ: "Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi." Một trong những dấu ấn động lại trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ khóa 11 đến nay là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục được đẩy mạnh, gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, mà khi nhắc tới, nhiều người gọi ông là người đốt lò vĩ đại. Tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công." Tại buổi họp báo sau Đại hội 13 ngày 1 tháng 2 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần chống tham nhũng không dừng, không nghỉ. Sát đại hội vẫn nhiều cán bộ bị xử lý. Tôi nói là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm. Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt và thực sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Do đó, mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, ngậm miệng ăn tiền hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ đều là không đúng. Theo Tổng Bí thư, xây dựng chỉnh đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Vì vậy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu khuyết điểm của chính bản thân mình
phải nhận xét, đánh giá về người khác. Tại nhiều cuộc họp khác nhau, Tổng Bí thư đều nhất quán quan điểm mọi đảng viên đều phải tự gột rửa, tự sửa mình. Về công tác đánh giá cán bộ thì đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Ông ghét thói cục bộ, bản vị, bè phái, kiểu cua cậy càng, cá cậy vây. Ông cũng không ít lần căn dặn lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Điều quan trọng là đạo đức, danh dự. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tổng Bí thư căn dặn tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ngày 15 tháng 9 năm 2021. Tổng Bí thư luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc, thể hiện qua nhiều bài viết, bài phát biểu. Tổng Bí thư nói, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Do đó, nếu mất văn hóa là mất dân tộc. Bàn về hạnh phúc của đời người, ông chia sẻ giản dị. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Những phát ngôn thể hiện bản lĩnh, phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đối diện và giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội 13 của Đảng sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021 và tại nhiều hội nghị quan trọng khi Tổng Bí thư tới dự và có các phát biểu chỉ đạo quan trọng. Ta là con cháu Cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác, không cam chịu kém người khác. Chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy, Tổng Bí thư nói. Dự và phát biểu tại các hội nghị chính phủ với địa phương thường được tổ chức vào đầu năm để triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều mong muốn và chúc chính phủ, chính quyền các cấp cố gắng, nỗ lực phấn đấu để năm sau nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm trước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang kỳ vọng, đòi hỏi và trông chờ ở chúng ta, ở các đồng chí. Tổng Bí thư nêu rõ, thấm nhuần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính phủ luôn nỗ lực vượt khó vươn lên để kết quả năm sau cao hơn năm trước. Tại các hội nghị, phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đều quán triệt, nhắc nhở cán bộ, ngành, địa phương, cơ quan quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi trước mọi khó khăn, thách thức, không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm, để làm sao kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tăng trưởng vượt kịch bản đề ra. Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước chính là việc làm, biến đau thương thành hành động, là bông hoa đẹp kính dâng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Chia sẻ suy nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, xúc động cho biết: với tôi, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mọi hoàn cảnh luôn là người có bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường, kiên định. Cả cuộc đời của đồng chí luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Ở đồng chí có tính tiền phong, gương mẫu và cực kỳ liêm khiết. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư khóa 11 đến khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng với ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ,
đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một vị giáo sư, tiến sĩ chính trị học, mang khả năng lý luận sâu sắc và nguồn tri thức uyên bác của mình để phục vụ cho Đảng, Nhà nước và nhân dân đến giây phút cuối cùng. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Qua đó đã tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đồng chí đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trong các lĩnh vực với nhiều dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Đồng chí cũng thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã nhấn mạnh, đó là nguyên tắc cơ bản, nền tảng vững chắc của Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, dân tộc ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Cùng làm việc với đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm, ấn tượng của giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn về con người và cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bên cạnh những đức tính giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu, thì đồng chí Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo cực kỳ liêm khiết. Gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng có 4 người. Mặc dù nhiều tuổi, nhưng vợ đồng chí sống rất giản dị, liêm khiết, không thuê người giúp việc. Bà Ngô Thị Mận, vợ của đồng chí, là một cán bộ công an đã về hưu, rất cần mẫn, chăm chỉ việc nhà, chăm lo, sắp xếp để chồng yên tâm công tác. Hai người con của đồng chí đã có gia đình riêng. Bản thân các cháu và con dâu, con rể có chuyên môn rất giỏi, hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường. Quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công việc của các con phải tự lo lấy, tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định được mình. Trong công tác công vụ, đồng chí nhận đúng mức lương mà nhà nước chi trả, nhất quyết không nhận thêm một xu một hào nào ngoài chế độ ấy. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn chia sẻ. Trên đây, và điều hay đã gửi đến quý vị và các bạn, tiết lộ bí mật người con trai ruột kín tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.